rồi anh sẽ cưới vợ thôi. Yêu mình em không thể một ai, và anh sẽ cho em cảm thấy em hạnh phúc khi ở bên anh. Cảm ơn. Chuyển lên bàn kia các bạn ạ, vì bàn nó nhỏ quá, cái mùi nó hết. Thôi bây giờ mình sẽ khênh ra đây để mình sẽ dọn dẹp nhé, xong rồi mình sẽ vào gọi cô Lư ra ăn cùng mình nhé các bạn nhé. Ok mọi người ơi, hiện tại mình đã xong rồi, mình đã dọn xong rồi đó. Đây chính là bữa tiệc xin lỗi vợ của mình các bạn nha. Đấy, ăn cho no để mai về các bạn nhé, nó vẫn chưa ra khỏi phòng đâu. Ê ơi, gì mà còn chịu vậy? Mày mày rốt ra mình đi chơi. Thôi đây đói chưa? Chả đói cả ngày á, đi cả ngày không cho tao ăn đéo gì. Thì người ta đi công bận công việc chứ không phải là đi chơi đâu. Thế mày vào đây rốt tao là mình nào? Rõ rồi, xin lỗi, quỳ xin lỗi rồi. Đi ra đây. Cút. Đi ra đây anh Giang. Nói em chết đến nơi rồi. Có mấy cơm nguội ngoài ấy, anh Giang đây cho mà ăn. Cơm nguội cái đất gì? Anh mua bó hành về rồi. Ra đây Giang rồi mà ăn. Không. Nhanh. Đưa đi ăn. Tao không ăn cơm. Thế ăn gì? Ăn mì nhá. Ăn mì tôm nhá. Đưa đi ăn. Dạ anh pha mì tôm mà ăn nè. Dạ anh đưa đi ăn. Nhà anh, để mang ăn về. Vào bảo người dối ta. Nhanh lên. Người dối để đi chơi. Người ta bận công việc chứ. Công việc anh... gì thế mà đi đâu phải có anh có em chứ. Dám về nữa. Cái gì này? Nhờ gì? Có thích không? Hả? À? Có thể ăn mì tôm. Tao không thích rồi. Không thích rồi. Rồi, hỏi cũng ăn. Ăn thôi, nói. Nói, ờ thì ăn đi. Ăn đi.
Anh có ở đây đâu mà ăn. Đây, mà đây rồi nữa. Đó mua người ta, không móc người ta rồi. Thì mày có về không? Mày có về thì anh với ông không? Có. Mày có định về nha. Không cảm ơn người ta. Cảm ơn cái gì? Không cảm ơn à? Hả? Không cảm ơn không? Có. Thì nó buồn lắm rồi đấy. Thế anh mà đang đi trước này đâu với những gì mà không cảm ơn con nào không thì xin đi hả? Con ơi xin đi bảo gì? Xin đi xin đi chú đấy cảm ơn ăn gì nào chưa ừ nên là chú gì ăn một kéo à kéo gì kìa đi mà rớt vào con áo ăn con áo về bóc khó lắm đây bỏ đi xong rồi cho khách đây bóc khó lắm anh đi vào đây suốt ngày đi 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 hết chứ không nên này không đứng sao trả lại thời gian ở nhà với người ta lô vào đây rồi thăm các anh thì ý là vào đây để thăm các anh chứ không phải vào đây để giúp vợ ơi thì tiện đường các anh biết thì đấy anh thấy phấn mà đúng đẹp này. Trong này người ta không ăn như thế sao ạ? Ừ. Đó các bạn ơi. Thôi thì chắc là mai mình sẽ được về rồi. Mai về nhá. Xem máy độ thế nào, chứ có cho đi chơi không? Ừ. Nếu là cho đi chơi nữa mới về. Thôi. Nói chung là mai thì về rồi. Về đến móc rồi. Nhiều móc lắm rồi. Ai bắt anh mò vào đây đâu? Đi mò để bắt cơ à? Đi suốt ngày ấy. Thì mà cũng thế là ta đi luôn đấy. Người ta mày đã cũng xin. Ừ. Thôi các bạn ơi, thì chắc là clip của mình cũng xin lỗi vợ nhưng mà chắc là cũng ok rồi đấy nhỉ. Mai về nhá. Không. Không về. Không về mai cũng phải lôi về các bạn ạ. Thôi thì mình xin phép mình tiếp tục ăn bữa cơm tối này các bạn nhé. Cho tất cả các bạn.